Trận đấu giữa hai đội ở tứ kết Asian Cup 2023 xứng đáng là màn so tài đỉnh cao của bóng đá châu Á. Cả hai nhập cuộc với tốc độ khá chậm và Hàn Quốc chứng minh trình độ khi kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy lép vế về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng tuyển Úc lại là đội sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Nhưng phải đợi đến sai lầm của hậu vệ Hàn Quốc, tuyển Úc mới tìm được bàn mở tỷ số. Phút thứ 42, các cầu thủ Hàn Quốc để mất bóng ngay trước vòng cấm đội nhà. Tuyển Úc tận dụng cơ hội, cơ bóng rồi thực hiện hàng loạt pha bàn bật đẹp mắt. Cuối cùng, Grass Goodwin tung cú vô lê ghi bàn đưa Úc vượt lên. Bị dẫn trước, tuyển Hàn Quốc dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng mọi nỗ lực của họ đều không thể vượt qua hàng thủ vững chắc của tuyển Úc. Và khi tất cả các cổ động viên đều nghĩ về tấm vé đi tiếp cho tuyển Úc thì bất ngờ đã xảy ra. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Son Heung-min đi bóng lắt léo trong vòng cấm buộc hậu vệ tuyển Úc phải phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Hwang Hee-chan không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1. Hòa nhau sau 90 phút thi đấu, hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ. Tại đây, khoảnh khắc ngôi sao của Son Heung-min đã lên tiếng giúp tuyển Hàn Quốc có thắng lợi chung cuộc. Phút thứ 104, ngôi sao của Tottenham thực hiện pha đá phạt đẹp mắt ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hàn Quốc. Những phút còn lại của thời gian hiệp phụ, tuyển Úc nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Chung cuộc, tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 và tiến vào bán kết Asian Cup 2023. Ở trận đấu trước đó, Jordan đã đánh bại Tajikistan 1-0 để đoạt vé vào bán kết Asian Cup 2023. Dù phải dừng bước, nhưng Asian Cup 2023 vẫn là hành trình cực kỳ đáng nhớ của Tajikistan, đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại giải. Jordan cũng chính là đối thủ của đội tuyển Hàn Quốc ở bán kết Asian Cup 2023.